Rồi, Di động Nhật Nam xin chào bạn nha. Chúc các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui, sức khỏe cũng như là thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay Nhật Nam lên cái clip này để giới thiệu đến các bạn một ít máy nguyên hộp ở đây. Máy không có hộp iPhone các cái bên kia rất là nhiều, tuy nhiên là không có thời gian để mà úp hết được. Thì sẽ làm từ từ các bạn nhé. Rồi, bạn nào yêu mến ủng hộ, bạn nào đã tin tưởng rồi, bạn nào đã coi nhiều clip rồi, ok rồi, muốn mua máy nào thì alo trực tiếp cho Nhật Nam qua một trong hai số điện thoại 0979 782 366 hoặc là số 0367 709 123 để mình đặt cọc và mua hàng luôn nhé. Đấy, bạn nào chưa tin tưởng thì vui lòng đăng ký kênh này, nhấn chuông bật thông báo để đừng bỏ lỡ clip nào mới của Nhật Nam này. Rồi sau đó các bạn theo dõi nhiều clip hơn này, theo dõi nhiều hơn. Ok, lúc nào cảm thấy ok, tin tưởng và hiểu rõ về các sản phẩm Nhật Nam bán ra thì các bạn hãy mua nhé. Đó, rồi thì sáng nay có thằng cu cháu này, chắc nhỏ tuổi, chắc cỡ chỉ có hơn con mình 1-2 tuổi thôi, có đặt cái A5 này thì có yêu cầu bảo tí đặt cọc rồi, nhưng mà lại bảo tí nữa con muốn chú làm clip thì chú cho nó lên sóng tí để cho bạn con nó thấy là máy đẹp, tại vì mua hộ bạn đấy. Rồi ok, đây nhá, đây là cái A5 2020 sẽ gửi cho cái thằng cháu này, đâu thì quên mất cái địa chỉ rồi, nhưng mà tóm lại là mới đặt hồi nãy, hôm trước có mua một cái A9 rồi đấy, hôm nay đặt cái này này đấy. Đấy thì đây cho xem sơ qua một tí để yên tâm nhé, là cái máy gửi cho là máy là đẹp này, Oppo. Đấy, giới thiệu điện thoại này, Oppo A5 2020. Đấy, máy là đẹp len keng xà beng nhé. Đấy, đấy phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB này, bán 3.200.000 này, đã cọc 50.000 rồi nhé. Đấy, ok chưa? Thế nhá, máy đẹp như mới, bảo hành 1 đổi 1 tại Nhật Nam này. Rồi, rất mong các bạn thông cảm nhé. Tiếp tục đây là chúng ta sẽ giới thiệu đến cái đống máy full hộp ở đây, và bạn nào kết máy nào alo cho mình chốt hạ luôn nhé. Thôi thì cái nào gần tay thì giới thiệu trước. Đấy, đây có cái Note 10 cộng nguyên hộp len keng xà beng, còn cả cái siêu ngoài nhưng mà cắt rồi. Đấy, máy cũ mà, úi giời, tưởng rơi máy hết hồn. Rồi đây, nguyên hộp, bộ phụ kiện zin còn nguyên si đây nhé. Rồi đấy, máy Note 10 cộng hay còn gọi là Note 10 lút ánh bạc, và giá hôm nay có dao động nhẹ, cũng giống như kiểu biển động nhẹ đấy. Đấy, mà dao động nhẹ thôi là cũng lỗ hơi nhiều ấy, tại vì nhà lúc nào mấy trăm cái máy đấy các bạn nhé, nhưng mà chả ngại thời tiết nào hết, buôn bán mà, làm ăn mà phải dựa trên bản lĩnh sống chứ sao mà đâu có lăn tăn được, đúng không các bạn? Đấy, bạn thấy Note 10 cộng hay còn gọi là Note 10 lút này này, màu ánh bạc có đẹp không? Đẹp len keng xà beng, mà có thể nói máy gần như máy mới, tiết kiệm hàng gần chục triệu bạc, và máy này còn bảo hành đến tháng 9 luôn đấy. Những máy này toàn là bảo hành tháng 8, tháng 9 2020 thôi, các bạn yên tâm nhé. Và thậm chí có nhiều cái Nhật Nam về để đây để vứt trong két, quên, không view không bán, hàng tháng sau mới nhớ tới lại lôi ra view lại này. Đó thì cái này hôm nay sẽ bán với giá là 16.700.000. Đấy, máy nguyên hộp như này nhé, Note 10 cộng hay còn gọi là Note 10 lút ánh bạc nguyên hộp, 16.700.000. Con này ra 12GB, bộ nhớ 256 nhé, và muốn làm cái gì cũng ok rồi. Đấy, chụp hình quay phim thì các bạn thấy đây, Nhật Nam đang dùng chính con Note 10 cộng này quay phim, thấy đẹp không? Đấy, đẹp rạng ngời không tì vết. Rồi, tiếp theo đây là có một con siêu phẩm S20 cộng, con này Nhật Nam mua mới luôn, nhập mới về để hôm bữa làm cái kênh Nhật Nam review đấy, ngựa nhập về đấy. Nhập về xong rồi bận quá, có làm thì được bao nhiêu đâu. Đấy, mân mê được vài lần. Thế thôi, garanti các cái còn chưa lột. Màu xanh ngọc này, xanh nhạt này, đấy. Máy mới nha, lưu ý các bạn là máy này là máy mới nha, đấy. Nguyên đai, nguyên kiện này, đấy, máy mới. Và hôm nay là làm chẳng có thời gian để làm cái gì về nó nữa, nên là nhân tiện đây bán máy nguyên hộp là bán luôn cho các bạn là máy mới này. Các bạn thấy garanti nó còn nguyên nhá, chưa có lột viền rồi chưa có cái gì hết, mình chỉ cầm tới cầm lui, xoay qua xoay lại vài ngày. Đấy, bây giờ lỗ, xả lỗ 17 triệu nhá. Đấy, chắc chắn là phải còn bảo hành 12 tháng rồi, các bạn cứ yên tâm nhá. Còn không thì cũng phải 11 tháng rưỡi, nếu mà hôm nọ mình có kích rồi thì từ hôm giờ khoảng 10 ngày, cứ cho vậy đi, trừ hao thế đi, 11 tháng rưỡi, 17 triệu nhé. S20+. Con này chạy RAM 8GB, bộ nhớ 256GB và chạy con chip Exynos cực khủng, Exynos 990. Đấy, đoạn cuối cho cuộc tình Exynos. Ok chưa? Đẹp, máy khá là đẹp này, camera có thể zoom lên 30 lần, 30x. Cực khủng. Vô cùng khủng long. Thôi để tắt đi một tí nó hết pin. Quên, những cái đợt mới này tắt phải ấn 2 nút các bạn ạ. Đấy, volume trừ với nút tắt nguồn ấn đồng thời cùng lúc nó mới hiện lên cái tắt nguồn, nhưng mà tắt nhá. Nhiều bạn là vẫn chưa biết đâu. Rồi, bỏ gọn nó sang một bên. Tiếp tục có cái gì đây? S10. S10 nguyên hộp. Cái này S10 thường hay còn gọi là S10 nhỏ nhá. Đây là cái size nó nhỏ hơn thôi, chứ còn là con này cấu hình RAM 8GB, bộ nhớ 128, màu xanh, máy gần như mới. Các bạn nhìn chân sạc này. Đấy, máy này còn chê nữa thì cá chê nữa thì trưng chắc nữa thì thật sự chỉ nói một câu là quẹo phải thôi. Đấy. Bạn xem chương trình Thách Thức Danh Hài gì, bạn biết là quẹo phải là đi đâu rồi ha. Đó, ok ha, tươi xanh như nồi canh này. Đấy đấy, đẹp len keng xả ben không tì vết. Và bộ phụ kiện của nó cũng còn kiểu như mới luôn đây này. Đấy, màu xanh. Rồi S10 nhỏ hay còn gọi là S10 thường, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, màu xanh, nguyên hộp. Sẽ có giá là 10.500.000 nhá. Máy này gần như mới, khẳng định gần như mới. Những cái sản phẩm bán ra của shop Nhật Nam, ngoài cái việc mà được bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại Nhật Nam, sẽ còn được tiếp tục bảo hành chính hãng nếu như những cái máy đó còn chế độ bảo hành của chính hãng nhé. Và Nhật Nam không nêu đến cái vấn đề bảo hành chính hãng ở đây, vì Nhật Nam thấy rằng là cái chế độ bảo hành 1 đổi 1 3 tháng của Nhật Nam nó cực khủng rồi. Nó được 1 đổi 1 và rất là nhanh. Vào hãng thì phải chờ đến nửa tháng, 3 tuần các bạn mới đổi được, mới xác định được. Còn ở Nhật Nam xác định luôn trong 1-2 ngày, đổi luôn cho các bạn. Ok chưa? Nên là Nhật Nam khẳng định rằng đây là chế độ bảo hành tốt rồi. Nên là Nhật Nam ít nhắc đến chế độ bảo hành kia nữa. Vì mình ngu gì mình không sử dụng cái chế độ bảo hành tốt nhất, đúng không? Đấy. Rồi ok, tiếp tục đây nữa lại là một con S10 cộng. À quên, con S10 thường, nhầm, có chữ cộng nào đâu. Đấy. Rất là nhiều máy nên là không loại trừ là Nhật Nam bị thiếu sót trong việc quảng cáo nhé. Đấy. Cái máy này thì nó đã sử dụng cái bộ sạc khác rồi, vì máy màu xanh này thường là cái bộ sạc nó màu trắng. Đấy, tuy nhiên là cái cốc này là cốc sạc nhanh gì này, đấy có biểu hiện tượng tia sét đàng hoàng. Đó thì ok, không sao. Đôi khi người ta xài bị hư người ta cũng phải mua bộ khác thôi. Khi bán lại thì người ta cũng vẫn đưa đầy đủ cho mình đây này. Đấy, và con này thì chắc chắn không được keng bằng con vừa xong nhá. Chắc chắn một điều rằng là như thế, mình thấy rõ ràng. Máy thì đạt tiêu chuẩn keng, nhưng cái hộp thì bộ phụ kiện bị hơi lai. Ok chưa? Thì lai thì bán theo lai. 10.300.000. Máy thì vẫn như nhau nhá. Khác cái là bộ sạc màu đen thôi. Là chắc chắn là bộ sạc đó người ta đã mua bộ sạc khác rồi, người ta xài và người ta bỏ vào đó. Ok, và mình đã kiểm tra bộ sạc đó cũng là bộ sạc nhanh. Đấy, zin. Rồi ok, không việc gì phải lăn tăn cả. Con này 10.300.000. Đấy, con có bộ sạc màu đen. Các bạn lưu ý nhớ là như vậy nha. Còn bạn nào muốn mua con kia thì bảo tôi mua cái mà nguyên bộ sạc màu trắng đấy, nguyên hộp đấy. Ok, sẽ mua bán đúng hàng thôi. Rồi tiếp theo đây có cái gì đây? Có cái S10 cộng của ông thầy Bắc. Từ hôm đến giờ vật vã ở đây lên mấy cái clip chưa bán được, hôm nay xả lỗ luôn. Quê rồi. Đó, quê rồi là khó hòe nha. Đấy. Cái máy này khá là keng, máy S10 cộng màu ánh bạc. Đấy, nguyên hộp luôn. Tặng kèm theo cái ốp lưng có in hình ông bác hang seo đây này. Đấy. Rồi có một cái bộ sạc dự phòng, tức là sạc không dây luôn đấy. Thế mà lại không bác nào cân đi. Rồi, hôm nay là lại một lần nữa lại phải lên sóng con này và sẽ bị xả lỗ. Con màu ánh bạc, còn bảo hành chính hãng cứ rất là lâu, cũng như là chế độ bảo hành 1 đổi 1 tại Nhật Nam thì khỏi phải lăn tăn bàn cãi. Đấy, máy như mới mà không hiểu sao lại ế. Đấy, có thể ế là vì chưa duyên, nó chưa tới đấy. Ok, thì hôm nay sẽ bán với giá là 12.300.000, là bao gồm là máy nguyên hộp này. Đấy, chế độ bảo hành một đổi một 3 tháng tại Nhật Nam này, và kèm theo chế độ bảo hành chính hãng. Sau đó Nhật Nam sẽ hỗ trợ khách hàng hết mình, không bao giờ muốn mất khách đâu, yên tâm. Nhưng mà khách nào mà không chiều được thì thôi, khách nào mà cần phải chiều chuộng quá thì thôi, chắc cũng không cần thiết đó. Và sạc dự phòng kèm theo này, ốp kèm theo này, nguyên một cái hộp to vật vã như thế này này. Đấy, 12.300.000 nhá. S10 cộng hay còn gọi là S10 Lite, cấu hình RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, phiên bản đặc biệt, phiên bản thầy Bắc đó, có chữ ký thầy Bắc đây luôn. Ok, mua về làm kỷ niệm cũng được, đâu có cần mua điện thoại là phải xài đúng không, thích thì mua thôi. Rồi tiếp theo đây có cái gì nữa đây, giới thiệu mấy con khủng khủng trước đi xem cho nó mát mắt nha. Đây có một con Note 10 cộng nữa đấy, nguyên hộp. Con này màu trắng ngọc trinh đấy, trắng ngọc trai, máy thì cũng khá là như mới rồi, chả có gì phải bàn. Những con này mà chả dám lấy máy xấu về. Và yên tâm, đây là hàng chính hãng nhé, tất cả sản phẩm trong clip này tìm thấy cái nào không chính hãng đập luôn đấy, bạn nào tìm ra tặng cho một cái máy. Ok đấy, nên là không cần phải điện thoại hỏi đến hàng chính hãng hay hàng xách tay, ở đây làm gì có bán hàng xách tay. Rồi ok, Note 10 cộng hay còn gọi Note 10 Lite, màu trắng, trắng ngọc trai, trắng ngọc trinh, trắng gì đấy thì trắng nhá. Đấy, nhưng mà thấy là khá mới, còn bảo hành chính hãng rất là lâu. Đấy, bộ phụ kiện zin nguyên của nó đây, nguyên hộp đây. Và giá bán của nó sẽ là 16.400.000. Nó rẻ hơn con ánh bạc 300 nhé, con ánh bạc nó sẽ mắc hơn. Rồi ok, rồi tiếp theo đây thấy có con S10 cộng này, nguyên hộp khá là đẹp, cũng làm thịt nó luôn đi đấy cho nhanh gọn lẹ. Việt Nam thì không thiếu máy và cũng không lo ế. Có một số mình thấy có số bạn comment bảo để dành xài đi, trời xài hết sao hết nổi, cả tỷ tiền máy rồi xài bằng niềm tin. Đấy, con S10 cộng hay còn gọi là S10 Lite này, nó có màu trắng luôn, màu trắng ngọc trai luôn đấy, trắng ngọc trai, trắng ngọc trinh, rất là đẹp như mới, nguyên hộp đấy. Và dĩ nhiên đây không phải là phiên bản của thầy Bắc nên không có sạc dự phòng kèm theo, không có các kiểu con đà điểu kia. Thì đấy, thì giá bán là máy nguyên hộp đây, phụ kiện zin kèm theo đây, chế độ bảo hành 1 đổi 1 3 tháng đây. Ok, hôm nay nguyên hộp như thế này nó sẽ có giá là 11.800.000 với cái phiên bản màu trắng như mới này nhá. Đấy, nguyên hộp. Ok, có một máy hay sao ạ. Rồi đây, nhân tiện đây còn một con S10 nữa, giới thiệu nốt luôn đi, giới thiệu hết mấy con thượng vàng đi rồi mình giới thiệu đến mấy con hạ cám. Đấy, máy này màu đen đấy, ok, chuẩn không cần phải chỉnh nhé. Con này là S10 thường hay còn gọi là S10 nhỏ. Rồi, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, máy len keng xà beng, zin full nguyên con. Riêng những dòng Samsung này Nhật Nam bao zin full nguyên con, chưa thay thế một cái gì dù là nhỏ nhất. Còn mua iPhone thì đừng có mơ nhé. Đấy, xem kỹ những cái clip Nhật Nam chia sẻ bên kênh Nhật Nam Review đó thì sẽ biết là mua iPhone đừng có mơ mà có zin nhé, đừng dành thời gian vô ích vào những việc đấy. Hãy tìm tòi sáng tạo để lo cho công việc của mình, lo cho cuộc sống của mình thì nó sẽ tốt hơn các bạn nhé. Đừng dành thời gian vô ích vào những cái việc không có thật. Rồi ok, đấy, S10 nhỏ này, S10 thường hay còn gọi là nó gọi là S10 nhỏ thôi, nhầm. Đấy, thì sẽ có giá bán là con màu đen này nó sẽ là 10.500.000 nguyên hộp. Ok, chỉ duy nhất có một con màu xanh kia là nó được giảm đi 200 vì lý do cái bộ sạc đó. Đấy, cái gì nó cũng phải lý do to hơn mục đích đúng không. Rồi, xong hết mấy con thượng vàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu đến mấy con tầm trung. Mấy con này thì ok, đây gần giới thiệu trước. Đây có một con Oppo F11 đây nhá, chỉnh camera xích đây ngó cho nó dễ, từ nãy giờ để xa quá nha. Rồi ok, F11 màu xanh thẫm hay còn gọi là xanh đen, nguyên hộp Con này hình như trước bán cho cái bạn nào rồi nhưng bạn không nhận được này, lý do bạn phải về quê nên là thôi tiếp tục hôm nay bán tiếp giá 4 triệu nhá, nguyên hộp đấy, 4 triệu nguyên hộp, phụ kiện zin, máy zin, bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại Nhật Nam. Rồi tiếp theo đây cũng là F11. Ui giời, len keng xà beng như mới. Nhưng mà khoan, con này có bạn đặt rồi, hẹn ngày mùng 9 này hãy gửi cho em. Ok, mình để riêng đây, tí nữa mình quên thì lại vỡ mồm, cãi nhau to. Đấy. Rồi đây là con Oppo A9 2020 nguyên hộp. Máy thì có thể nói là len keng xà beng, đẹp long lanh không tì vết đấy. Như thế này thôi thì quay full HD thế này thì còn hình ảnh Zalo làm gì cho mất thời gian của nhau. Đấy, ok nhá, máy khá là mới, nguyên hộp, giá 4 triệu 8 các bạn nhé, 4 triệu 8. A9 2020 con này cấu hình khá là khủng, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB luôn nha, khủng lắm, cực kỳ khủng. Pin trâu, pin 5000, chả có cần phải lăn tăn. Rồi đây tiếp tục là có một con F11 Pro nữa này. Cái chỗ này quay hết cái clip này lên là nhìn là mát luôn, cũng hết mua, cũng không biết lựa sao luôn ha. Ok, màu tím khói hay còn gọi là tím trắng đấy, tím thủy chung, long lanh, len keng xà beng, đẹp gần như mới. Cái này chả khác gì máy mới đâu nhá. Đấy, ông nào không tin mang máy mới đến đây đỏ. Đấy, đến đây đỏ, trời mất xác luôn cũng chơi. Ok, F11 Pro này có camera trước là thò thụt này, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB này, máy nguyên hộp này. Đấy, phụ kiện zin của nó đây. Đấy, dây sạc hơi bẩn bẩn tí không sao, lau đi là mới keng xà beng. Cốc sạc còn đẹp và tai nghe cũng khá là đẹp. Rồi, thì chắc hẳn quan tâm giá bán hả? 5 triệu 1 nhá, không có đâu ví dầu. F11 Pro 5 triệu 1. Rồi tiếp theo đây là những cũng là cái sản phẩm A9 nguyên hộp thôi thì nó rất là nhiều. Bạn nào mua con nào thì mua chắc cũng cùng màu với nhau thôi. À con này khác, con này tím xanh. Có một con tím xanh, đấy giá 4 triệu 8, nguyên hộp, phụ kiện zin như mới đây. Đấy, chả có gì phải bàn cãi, RAM vẫn 8GB, bộ nhớ vẫn 128. Chả ai biến nó ít hơn được. Đấy. Ok nhá, Oppo A9, RAM 8GB, bộ nhớ 128, pin 5000. Máy nguyên hộp, len keng xà beng. Những hàng này giới thiệu là những hàng cận mới, không cần phải so sánh với mới. Ai thích mới cứ việc đi mua mới nhé, không cần phải vào đấy xem để rồi so sánh cho nó mệt, hại não. Thích thế giới di động thì cứ sang thế giới di động mua, đâu có ai ấn tay mình vào đây mua đâu mà. Tôi phải nói lời cay đắng khó nghe với nhau, đúng không? Đấy, xem chơi vui thì ủng hộ, thấy bán đắt quá thì cười xòa cái xong. Đây, đấy bộ phụ kiện đây. Và đây, máy đây. Tiếp tục là màu xanh đen đây. Đấy, đầy đủ hàng phục vụ các bạn nhé. Cứ alo đặt hàng mái văn thoại, 4-5 ngày sau hàng sẽ tới. Và khi tới sẽ được kiểm tra. Đấy, còn đang mở nguồn đây thì tắt đi, chứ để đây nó hết pin. Ship COD đồng kiểm mà còn ngán gì thời tiết. Đặt cọc cũng 50.000, 50.000 là đủ chầu cà phê, ai mà đi lừa. Rồi, còn cái gì nữa đây? Đây tôi gần làm thịt trước đấy, có con A20s bản RAM 4GB, bộ nhớ 64GB này, có đánh dấu đây này. Đấy, nguyên hộp màu xanh, len keng xà beng như mới. Đấy, có bộ sạc thôi nhá, mấy con này nguyên hộp không có tai nghe đâu nhá, về đừng đòi tai nghe nhá. Đấy, hãng nó còn chưa tặng Nhật Nam là cái đinh gì. Đấy, ok, 3 triệu 4. Con này RAM 4GB, bộ nhớ 64 nha, A20s nha, Samsung chính hãng, 2 sim, 3 triệu 4. Rồi thôi lướt nhẹ, lướt ván đi, lướt sóng đi, lồng lắm. Đây, A51 nguyên hộp, RAM 4GB, bộ nhớ 128GB, máy mới ra sốt sồn sột, màu xanh, còn nguyên hộp đây, giá 5 triệu 7. Tiếp tục là A51 để mở ra xem màu gì và đọc vị nhanh. Đây, màu trắng, máy nguyên hộp cũng gần như mới đây, không cần phải ầu ơ ví dầu lăn tăn. Đấy, toàn là tươi xanh như nồi canh thôi, đẹp len keng xà beng thôi. 5.7 triệu màu trắng, thích mua màu nào thì báo nhá. Rồi đây cũng là màu xanh đấy, cái này còn nguyên siêu này, cái này nguyên siêu bán 5.8 triệu đấy. Ok chưa, màu trắng nguyên siêu, con này sẽ được gọi là con nguyên siêu nhé. Đấy, 5.8 triệu. Rồi tiếp theo đây có hai con mi 8 line, tôi để ra đây mở đọc vị cho nó nhanh, xem nhiều nhảm. Đấy, máy nguyên hộp thanh lý như mới, giá 2.9 triệu, mi 8 line, hàng chính hãng nha, không phải hàng xách tay nha, đừng so sánh với hàng xách tay, nó không có đẳng cấp nói chuyện ở đây. Đấy, và giá cao giá thấp là do đẳng cấp nữa nhé. Cũng giống như con người mình đấy, giá trị cao thấp là ở địa vị, là ở công việc làm của mình nhé. Chứ còn đừng nói là tao cũng giống thằng kia, hai tay hai chân tao cũng làm từ sáng đến chiều, sao lương tao thấp thế. Đấy, địa vị của các bạn không bằng, đẳng cấp của bạn không bằng. Thế thôi. Muốn lương cao phải phấn đấu, phải vươn lên. Để làm giám đốc thì lương mới cao được chứ. Chứ đừng so sánh khập khiễng, đúng không? Đẳng cấp của người ta là hàng chính hãng, shop người ta uy tín, máy người ta nhiều như quân nguyên. Đấy, người ta bán đắt hơn, uy tín của người ta mạnh về chế độ hậu mãi, khuyến mãi về sau. Ta bảo hành một đổi một, ngọt xớt luôn. Mà lại đi so với cái chế độ bảo hành một đổi một có một tuần hay 10 ngày hay 30 ngày, mà đòi so với lại cái chế độ bảo hành 3 tháng đổi một thì so làm thế nào? Khác nào thì so với cái ông bảo vệ với lại một ông chủ tịch hội đồng quản trị. Đấy, khập khiễng chưa? Rồi ok, 2.9 triệu nhé, mi 8 line. Nguyên si nguyên hộp luôn, 2.9 triệu. Nói chung chả biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, hôm nay tiết kiệm được cứ tiết kiệm, máy cũng đẹp như mới thôi. Đấy, còn ông nào thích bệnh sĩ chết trước bệnh tim vào mấy em chân dài tiếp thì cứ quẹo phải hộ tôi, không cần vào đây nói lời cay đắng nhá. Mà thường thường là bệnh sĩ nó chết trước bệnh tim đấy, thằng bệnh tim nó biết nó bị, nó có bệnh là nó lo nó uống thuốc, còn ông bệnh sĩ đâu có biết đâu. Đây, và đây là con Xiaomi Redmi Note 8. Đấy, màu xanh lợt lợt trắng này, đây gọi là màu trắng xanh đi. Đấy, thì con này nó có là phiên bản bộ nhớ 32GB thì nó sẽ là 3.1 triệu máy nguyên hộp, và phiên bản 64GB thì nó sẽ là 3.6 triệu. Có một con 32 và một con 64 nha. Bạn nào mua con nào đấy thì ok cho mình. Đấy, mình giờ xin phép là không kiểm tra được hết nữa rồi. Đấy, và có một con 64 màu đen. Đây, thì giới thiệu con 64 màu đen nữa thôi. Đấy, cũng đầy đủ này, máy gần như mới nhá. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn, hết sảy con bà bảy luôn. Đấy, tươi xanh như nồi canh. Đấy, ok nhá. Và giá bán của nó là con này là 3.6 triệu nha. Con này 64GB, duy nhất con màu đen 64, và một con màu xanh này 64, cũng giá bán là 3.6 triệu. Còn cái con này này, ở đây lỡ rồi, chơi luôn nó đi, nhẹ nhàng em đủm xe hàng luôn đi. Đấy, con này đấy, màu thế này đây, con này phiên bản 32GB các bạn nhé. Đấy, nguyên hộp như mới. Đấy, bạn nào chê thì nữa thì thôi quẹo phải. Ok, như mới luôn, tươi xanh như nồi canh luôn, đẹp len keng xà beng, không tì vết này. Đấy, ok nhé. Thì giá bán của nó là 3.1 triệu nhé. Đấy, còn bạn nào bảo là mới như thế nào đó thì ok, không cần gọi điện đây bảo làm gì cả, mệt lắm, tốn tiền điện thoại, mất thời gian nữa. Ở đây là bán hàng chứ đây không bán giá, gọi đến trả giá là không cần gọi. Rồi tiếp tục đây có những cái gì nữa thì loạn hết cả dầu ra rồi. Đây A70, có A70 nguyên hộp. A70 này thì chắc bạn nào cũng biết rồi. Đấy, nguyên hộp phụ kiện đây, máy màu đen. Thì máy nguyên hộp như thế này 5.6 triệu nhé. Đấy, 5.6 triệu, màu đen. Tắt điện đi, chứ không có lại đến lúc hết pin, sạc hết hơi. Đây, tiếp tục là A70 nguyên hộp. Bởi vì ăn nhiều nó cũng no, khi no rồi nó cũng chán. Từ nãy giờ đọc nhiều máy quá giờ cũng kiểu mệt oải oải rồi. Đấy, A70 màu đen cũng là 5,6 triệu nhá. Đấy, nguyên hộp. Đây có 3 con A20 nữa đây. A20 này thì chả có gì phải bàn cãi, máy đẹp, nguyên hộp, máy có sử dụng rồi nhá. Đấy, mà mới lắm, mới keng xà beng. Đẹp. Đẹp tuyệt vời, màu đen này. Đấy. RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, pin 4000, màn hình giọt nước, vân tay sau, 2 cam sau. Rồi ok, giá 2,9 triệu với máy nguyên hộp. Lưu ý là máy nguyên hộp, những máy này hãng nó không tặng tai nghe nhé, thì mình cũng xin phép là không tặng. Đấy. Ở đây có một cái màu xanh nữa đây này. Đấy. Thế nhá, 2,9 triệu luôn. Nhanh, nhanh gọn lẹ. Từ nãy giờ ngồi làm clip này chắc phải lỡ khoảng 15 cuộc gọi. Đấy, nên là đang nóng ruột, đang tốc hành này, còn chốt mấy cái bill chứ không có thì lại từ giờ đến chiều không được 20 mấy 30 bill thì lại đói vuông mồm ra. Đấy. Đây, lại một A20 màu đen nữa nhé. Giá của nó là 2,9 triệu. Rồi, ở đây còn 3 con này nữa. Đấy, bỏ lên đây thì giới thiệu cho nhanh. G4 cộng hay còn gọi là G4 lớp. Con này là màu đỏ, đỏ tím. Nguyên hộp. Đấy, màu đỏ tím nguyên hộp. Máy như mới. 2,1 triệu, cực kỳ hạt rẻ. RAM có 2GB, bộ nhớ 16GB nha. Nhưng chạy con chip khá là ngon nên nó cũng mượt lắm các bạn nhé. Các bạn mua máy đừng chỉ nhìn vào RAM với lại bộ nhớ nhé. RAM bộ nhớ nó chỉ phần nào thôi, nó phải chạy còn chip nữa, cũng giống như máy tính đấy. Các bạn thấy chip là có i3, có i5, có i7 đó, nó quan trọng cái chip lắm chứ không phải không đâu. Nhiều bạn là biết sơ sơ nghe theo mấy thánh vọc. Cứ Việt Nam ham to thấy RAM 3, RAM 4 rồi. Một số bạn mua iPhone này có đòi RAM nhiều nữa, iPhone mà RAM 6 á phải mấy chục chai. Rồi, đây có con A10S màu xanh, máy nguyên siêu như mới này. Đấy các bạn thấy là cũng chưa bóc cả ra để dùng này. Hàng này, con này thì khá là mới rồi, khỏi chê. Đấy, 2,5 triệu nha, A10S, máy màu xanh đấy, phụ kiện chưa cả bóc ra dùng. Cứ yên tâm nhé. Đây máy còn nguyên siêu, đấy. Mứt rượt luôn. Duy nhất một máy màu xanh. 2,5 triệu. Con A10S này RAM nó cũng chỉ có 2GB, bộ nhớ 32GB các bạn nhé. Đấy. Giá 2,5 triệu. Rồi đây có một con A5S nguyên hộp như mới. Đấy, chắc đứa trẻ con nào nghịch cầm đây đã bẩn rồi, thấy chưa? Đây bộ phụ kiện zin hoành tật tráng nhá, đầy đủ. Đấy. Ok. Máy ở đây xem có đẹp đẽ không. Màu đen, nguyên hộp như mới. Rồi. Giá 2,6 triệu, cực kỳ là hạt rẻ và có mỗi một máy thôi. Bạn nào thích mình chốt luôn đi. Rồi thì tất cả trong cái clip này các bạn cũng thấy đấy, ngộp máy luôn. Bên kia còn rất là nhiều iPhone các kiểu, chưa có thời gian để view. Đấy, bạn nào mà muốn mua thì cứ alo đặt nhá. Đấy, không quan trọng đâu. Bạn nào chưa tin tưởng thì thôi không cần đặt, cũng không cần gọi điện vì tốn lắm, tốn tiền điện thoại, tốn thời gian các bạn nhé. Ok, xác định mua rồi hãng đặt. Rồi để bom hàng bom hết là tốn công cả mấy em Viettel nữa. Đấy, người ta đóng hàng rồi người ta chở hàng đi, một xe tải chở hàng đi, xong rồi lại một nhân viên một cái sọt hàng chở. Các bạn thấy đâu, các bạn làm đi các bạn biết. Ok, thì bạn nào kết cái máy nào ở đây và khi mà cảm thấy cái thời cơ đã chín mùi, đấy, giống như là kiểu tìm hiểu kỹ rồi đấy, rồi mới tiến tới hôn nhân đấy, thì cái này cũng thế thôi, cứ tìm hiểu cho kỹ đi. Còn nếu còn đang sợ bị lừa thì thôi tốt nhất đừng mua, vì khi các bạn đặt cọc mua là bạn đã phải đặt cọc mất 50.000, 100.000 đấy, mà các bạn chưa xác định mua, vài hôm các bạn đổi ý là các bạn sẽ mất cái tiền đấy rồi này, là các bạn cũng mất này, và bên Nhật Nam cũng mất công này, và bên bưu điện cũng mất công. Tiền mấy chục ngàn đặt cọc đấy chỉ đủ tiền vào mấy cái hộp giấy đấy, đến lúc hoàn về cái hộp nó móp méo lại cắt tung cắt tóe ra vứt đi, làm gì sử dụng lại được nữa. Thực ra cái đó chúng ta đang hao phí nhé. Nhật Nam chia sẻ thật tình, chúng ta đang hao phí nên chúng ta xác định mua rồi chúng ta hãy đặt để tránh lãng phí. Đấy, ok. Thì bạn nào đặt mua hàng vui lòng liên hệ đến một trong hai số điện thoại 0979 782366 hoặc là số 0367709123. Các bạn lưu ý là không comment số điện thoại của các bạn bên dưới bình luận nhé. Nó sẽ dễ dàng cho kẻ gian lợi dụng gọi đến số của bạn giả mạo là Nhật Nam chẳng hạn, bảo các bạn yêu cầu bạn đặt cọc thì sao? Cho nên các bạn chỉ đặt cọc đến hai số đó của Nhật Nam nhé, và sẽ gặp trực tiếp cái giọng đọc này đây này. Đấy, giọng đọc của chuyên gia selfie Tạ Tuấn này đây nhé, để đặt hàng. Ok, còn ngoài ra miễn tiếp, được chưa? Bạn nào gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai cảm thấy không yên tâm thì đến trực tiếp shop. Nhưng Nhật Nam cũng phải lưu ý đây đang là lúc có Covid xuất hiện, nên là các bạn hạn chế nhé. Ở nhà hàng tới nơi kiểm hàng rồi trả tiền cho khỏe. Còn bạn nào vẫn cứ muốn đến thì ok, ngay sát chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua máy nhé. Còn chưng chắc nữa thì quẹo phải. Ok chưa? Chúng ta làm việc trên phương diện sòng phẳng là tri kỷ thế nhé. Cuối cùng chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe và thành công. Đấy, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip của mình nha, nếu các bạn yêu mến ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.